Xin chào quý vị và các bạn. Sáng nay, khoảng 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2022. Thời tiết hầu khắp cả nước đều khá thuận lợi và điều này cũng giúp giảm đi chút không khí căng thẳng cho các sĩ tử cũng như các bậc phụ huynh. Chiều nay, thì các thí sinh sẽ bước vào môn thi thứ hai là môn toán. Thời tiết lúc này ở Bắc Bộ vẫn phổ biến tạnh giáo, nắng nhẹ và nhiệt độ tăng lên, cao nhất sẽ ở mức 32-33 độ, cảm giác sẽ hơi oi bức. Dự báo về chiều tối, mưa dông khả năng xảy ra, tập trung nhiều ở các tỉnh vùng núi, cục bộ có nơi có mưa với lượng khá. Mưa sẽ làm mát mẻ, tạo điều kiện cho các sĩ tử nghỉ ngơi để chuẩn bị tốt cho ngày thi tiếp theo. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ ở mức là 23-26 độ. Với thủ đô Hà Nội, có thể nói kỳ thi năm nay thời tiết khá mát mẻ, ủng hộ cho các sĩ tử cũng như các bậc phụ huynh đưa đón con em mình. Nhiệt độ sáng nay ở thủ đô chỉ khoảng 27 độ, trời tạnh giáo từ sáng cho đến tận chiều. Trưa nay trời có chút nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất sẽ đạt mức 31-32 độ. Mức nhiệt này cũng khá lý tưởng so với những ngày nắng nóng vừa qua. Từ chiều đến đêm khả năng có mưa, tuy nhiên diện mưa sẽ không đều. Tối và đêm trời mát mẻ với mức nhiệt thấp nhất hạ về 26 độ. Không được mát mẻ như thủ đô Hà Nội, các tỉnh miền Trung trưa chiều nay lại khá nóng bức, mặc dù cường độ nắng nóng cũng đã giảm dần so với những ngày trước đó. Tại thành phố Đà Nẵng, trời nhiều mây hơn, mức nhiệt cao nhất trưa chiều nay đạt ngưỡng 35-36 độ, mang đến cảm giác khá nóng bức vào thời điểm trưa chiều. Từ khoảng sau 15 giờ, khả năng có mưa dông diện hẹp nên nhiệt độ sẽ giảm nhanh. Tối và đêm trời mát mẻ, mức nhiệt hạ về 27-28 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành thuộc Nam Bộ, lúc này chỉ có nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất khoảng ngưỡng 32 độ. Dự báo sau 14 giờ, mây kéo đến nhiều hơn và sẽ cho mưa rải rác. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, cảnh báo lốc sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Và do đó, các bậc phụ huynh lưu ý khi đón con về gặp mưa dông thì cần tránh đứng trú mưa dưới gốc cây to để đảm bảo an toàn. Xin được chúc các sĩ tử làm bài thi thật tốt và đạt kết quả cao. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ cho các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời tiết tiếp theo.